Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về comparable và comparator. Đối với hai class này, tác dụng của nó là dùng để sắp xếp trong collection. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ lướt qua class string của Java. Ở đây, chúng ta có một phương thức là comparato và một phương thức là compare. Hai phương thức này, phương thức comparato này là của comparable và compare này là phương thức của comparator. Cả hai phương thức này đều dùng để so sánh các giá trị, rồi Java dựa vào đó để sắp xếp tăng dần hay giảm dần. Vậy đối với một class Java chúng ta tự định nghĩa thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta có một class là student, có hai thuộc tính là name và age. Để có thể sử dụng và override được comparator thì yêu cầu các bạn implement comparable kiểu là student. Sau đó chúng ta sẽ implement methods là comparato. Ở đây chúng ta muốn sắp xếp theo tên thì chúng ta viết zig.name.comparato o.name. Thì phương thức này nếu như name của đối tượng zig mà nhỏ hơn o.name của đối tượng o thì nó sẽ trả về nhỏ hơn hoặc bằng -1, và nếu như bằng thì trả về 0, và lớn hơn thì nó sẽ trả về lớn hơn hoặc bằng 1. Ok. Ở đây chúng ta đã override thành công. Vậy thì làm thế nào để test? Chúng ta tạo ra một class có kiểu là student bằng new ArrayList. Sau đó chúng ta tạo ra bất kỳ một vài đối tượng student. Ví dụ Hải 18, ABC, X, Y, Z, R. Chúng ta sẽ hiển thị ra thử nó ra cái gì nào. For x của student. Student. System out student. Bởi vì ở đây chúng ta đã override phương thức toString. Vì vậy ở đây chúng ta có thể hiển thị ra được student với đầy đủ thuộc tính. Chúng ta chạy nào. Ở đây, bởi vì chúng ta chưa sắp xếp nên nó hiển thị theo thứ tự mà chúng ta add vào. Rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp nào. Collection. Chấm sort. Sort. Rồi, chúng ta truyền vào student list. Ok, chúng ta trở lại nào. Ở đây, nó đã sắp xếp theo tên cho chúng ta. Rồi, trường hợp được đặt ra ở đây là gì? Khi chúng ta sử dụng comparato thì chúng ta chỉ sắp xếp theo đối tượng name mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta ngồi sắp xếp theo trường name, chúng ta muốn sắp xếp theo trường A nữa thì làm thế nào? Thì có một cách, đó là chúng ta sử dụng comparator. Có hai cách sử dụng comparator. Cách thứ nhất là dùng class. Tạo ra một class, ví dụ ở đây new vô class I cùng mà I student comparator. Ok, để có thể sử dụng được class comparator thì chúng ta sẽ implement comparator truyền vào là student. Nó cũng sẽ bắt chúng ta override lại phương thức là compare. Ở đây chúng ta sẽ viết là student A1 chấm trong student này chúng ta chưa tạo ra phương thức getSet nên chúng ta bắt buộc phải tạo ra phương thức getSet thì mới gọi được, bởi vì nó bị
Asset Modify là private, nên nó chỉ có thể sử dụng được trong class mà thôi. Còn để sử dụng ở ngoài class thì chúng ta bắt buộc phải tạo ra phương thức get set cho có thuộc tính. Chấm get name. Chấm get i chứ. I. Trừ cho O2 chấm get i. Nếu như tuổi của O1 lớn hơn O2 thì cái biểu thức này nó trả về số dương. À, nếu như O1 nhỏ hơn O2 thì giá trị này nó sẽ trả về âm. Ok. Để có thể sử dụng được thì ở đây chúng ta cần new i comparator thì nó sẽ sắp xếp theo class này cho chúng ta. Ở đây chúng ta sửa lại một chút 17 và 19. Đây, nó đã sắp xếp cho chúng ta là 17, 18, 19 tuổi này. Ngồi cách chúng ta tạo ra class như thế này thì chúng ta có thể sử dụng class Anonymous để tạo cho nó nhanh bằng cách new comparator. Đây, nó sẽ viết theo là new comparator student. Đây là cách viết của class Anonymous. Còn class Anonymous là gì? Bạn có thể tìm hiểu thêm. Một chấm i trừ o2 o2 chấm get i. Ok, chúng ta trở lại. Đối với cách viết như thế này, nó sẽ ngắn gọn hơn là cách viết là chúng ta tạo class. Nhưng cái cách này chúng ta chỉ viết được sử dụng được có một lần. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng lại thì chúng ta cũng phải viết lại new comparator và outline như thế này. Còn nếu như chúng ta viết class này thì chúng ta có thể tái sử dụng lại nhiều lần mà không cần phải viết theo kiểu này. Ok, kết quả vẫn như thế.